Lô chiến trên bài Phong Sư, Bạc Hồ và Liêm Cần Việt Bắc cầm của Đức Định. Chư tèo vằn cánh mạng chiến nơi khu Bạc Hồ mà khâu phía Việt Bắc khóm phù trung ngang ngạc sự quay đinh cánh mạng bọn hơi trực trương bạc mà ngườm bạc bó lùng quang nhà các mang ngựa ngang phong béo tòa hào quang bố mong già căm cuội lê nín văn đâm lườn hạc tiếng bạc hồ vọng chót cầu bia dân là ném giảm ca của bạc tức tèm bòn đế quốc thực dân trần chiến công nà ngân phai cắt y như bằng lùm phạt nửa bân ghi sử sách quân dân Việt Bắc đinh cánh mạng na nắc quê ơi hay từng tèm bọn nhật tây cướp nước hén bạc hồ lòng liếc sơ quay tặng khâu cũ bọn hay khả sức tráng thêm cần Việt Bắc chiến khu chứ cách mạng mùa thu bươn pèn chứ mãi vằn phá phét lồng bên chứ bãi vằn giác dân khó khăn chứ công ơn đàng bạc nặng na đàng bạc hư dân la sung sướng. Hồng Chuyên và Hoài Thu cáp hang triển bài một lần Đảng và Dân cầm của Ma Kim Ly. Đảng và dân cùng bắc tua lê cân mật hứa lâu ẩu lắng sông lê đầy mật dân đang băng mây lăng lê bờ dân núi đang tìm chớ có tố làng à đang băng lượt bỏ tính nhà lê mà dân núi đang bằng bia mi lê nằm xuân đinh nhập bói lắm tới lễ này nằm mướng hay bọn
sàn chiến sĩ bay lê hứ, dân em đang thượng của tân lê rằng đẹp sương thu thế trắng đinh lê mường đang nghĩa tình điểm thương của lúc làng à. Dân đang bằng lượt đúng tới lê cân mì đang lung lồng phấn bao lê hì mì dân đang cây thế mắt lê mèn ùn khâu chim cờ đen mãi mãi làng à. Thanh Hòa trình bài phóng sư Đàng Lầu Cải Mà, Hoàng Sinh Thiện tật cầm. Mã Văn Trực trình bày phong sư son tập bỏng cương Bạc Hồ cầm của Đồng Thị Tiền. Bỏng cương bằng lung trói thăm trời bay khóm si phuồng lung toa lung bên hai xíp hà khao sư mi xím xì xa tàng châu nương lùm liệu tầng bí ồn bí xuân lo nghỉ hư nhân dân tặng nước xin xây bàn ở sương bình yên lo hư tặng song miền hôn hỉ chư
thân bạc hanh tiền hanh thương. Toàn dân bâu lùm công ơn bạc bạc thăng bạc nhắc nhở toàn dân đoàn kết trương trực đây hở nước gia đình bạc lẻ nước Việt Nam thanh thiếu niên lục lan của bạc bâu lùm đầy tình nghĩa bạc xe đoàn kết bố băn chia dân tộc xây căn trường độc lập mưa lăng nước lầu đầy càng pi càng tiến chứ ơn cần công hiến hở dân tăng nước luôn chứ thân cương bạc trương trực hở nước lượn mắn khen dân lầu đầy ổn thêm mưa nà. Nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang trình bày lượn còi Mì Đảng cầm cúa Triệu Sinh. Văn ơi con gió khóc khói tu rửa ơi 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 liền pin linh chuẩn ở phù khá mơ lòng ngà nó ơi ơi khâu cắm càng tặc thó mơ chấp ơ khá rứ à ơi 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 cần hư chắc quê ở ra văn ở nơi à nó mỹ đang tôi mơ đầy ở thì ở phòng bung tung mì thẳng luôn thân xa ơi piót na ơi bộc bô khám qua ở bằng ở thành phía dạ động con anh ở xe máy à nó cần à ơi hơ kẻ hồ khảo bay ở dùng ơ giang rứ à ơi nón à ơi em trắng đường trường mô hát sao ơi châm
tâm màn biếc khua nim rư à ơi rập mà ơi ô tô khỉnh thân khá ban nà nó đẹp mà ơi tha liền hân tang ơ tèo ơ lăng mùng khi thương ăn ơ ăn bệnh mơ à nó ơi à ơi pion tha chùm bung sự mường ở quý nhật lệ nhật tung khuy nhọn đang ơi à ơi La Thị Hồng Tơ truyền bài phong thư mừng đảng toàn dân Hà Văn Quý sưu tầm. Xuân thân giá nhìn trài vui kinh lầu nhúng khua hẹn hò căn ở mùa phi nả thuần môi cần bác bà áo tính cầm đã bồng ra cõi chữ thi đua căn thân vũ đông xuân khẩu bắp thịt quyết tâm cả lại chỉ tiêu tao bấu ngại chắc tàng khó khăn đang coi bàn cũng quyết đảng thương dân mọi việc lo toan xóa dân giặc cờ hàn pi câu tới sông khám pi mư bồi thu quê hương lâu biết lừ tôi mư hỡi pi non quê sự mà thăm mừng chúc đảng mùa xuân đại thắng mừng xuân mừng chúc đảng vinh quang thuận mọi cẩn quê đà hạnh phúc